Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường và các lực lượng vũ trang trong sáng nay cũng đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn đã đến dâng hương tại tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê, Mẹ Du, bia di tích chiến thắng Yên Khê, nhà bia ghi tên liệt sĩ phường Thanh Khê Đông, nhà lưu niệm Mẹ Du và khu căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nguyện sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, không ngừng chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quyết tâm đoàn kết, thống nhất một lòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn quận.